Sáng ngày 30 tháng 10, tại vị trí đường sắt Bắc Nam bị sạt lở thuộc địa bàn thôn Liên Châu, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Tại đây, hàng trăm mét khối đất, đá, cây xanh bị nước từ trên núi cuốn trôi xuống lòng sông ngàn sâu, gây tình trạng khoét hàm ếch, khoét lõng sâu vào dưới đường ray. Lực lượng chức năng cùng các phương tiện, vật tư đã và đang được huy động để bắt đầu khắc phục sự cố. Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Quang Nguyễn Thanh Sơn cùng các ban, ngành chuyên môn cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục sự cố. Trong mấy ngày vừa qua thì có cái lượng mưa lớn, đặc biệt lớn ở cái khu vực Vũ Quang, nên cái tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh thì lúc rạng sáng 3 giờ đến 4 giờ sáng nay thì có đất sụt lở từ ta luy dương xuống lớp đường sắt và sạt lở ta luy âm của đường sắt ăn sâu vào phá hỏng toàn bộ nền đường. Thì khối lượng ước tính của sạt lở của ta luy dương khoảng 500 khối và ta luy âm thì hư hỏng toàn bộ 50 mét. Với cái tập trung toàn bộ vật tư nhân lực để cứu chữa. Năm dự kiến là thông đường sớm nhất. Còn hiện tại đây do trời đang mưa và cái việc là không đủ vật tư chưa kịp. Phương án sẽ huy động lượng đá hộc ở hai đầu phía bắc là từ Hoàng Mai vào phía nam từ Gà La Khê ra thì sẽ huy động hai đầu và tập trung là cứu chữa nhất.